Quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với nhanh trực tiếp tại khu liên hiệp thể thao công nghiệp Hiệp Phước để theo dõi trận cầu thủ hữu của cao thủ FC 94 và bất sản đánh thắng. Như vậy hiệp thi đấu thứ nhất của hai bóng cũng chính thức được bắt đầu. Đường chuyền vào, bắt bóng xấu ngay và bàn thắng dành cho cao thủ FC 94. Nó đến từ một tình huống phát động đá phạt góc ở hay là cánh phải, và tình huống chạy cắt mặt để thực hiện tình huống dứt điểm ngay sau đó. Tình huống chủ động lấy bóng, hội phản công dành cho bất sản đánh thắng. Đường chuyền vào, Hoàng Em không vào. Chưa thể có bàn thắng nhưng sẽ là một tình huống đá phạt góc tiếp theo nữa dành cho ông không tha cho nữa. Lê Đông vẫn đang là Lê Đông quyết định đột phá, đối mặt với Thu Thành vẫn còn. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho cao thủ của Vân Sản đánh thắng. Pha bóng trước đó thì thủ thành của FC 94 đó là Nhĩ Đa Ghi đã có thể can thiệp nhưng bóng bật ra và đi trúng người của Lê Đông và đi vào lưới. Đúng là thời tới thì không có thể cản được. Tỷ số lúc này đã được cân bằng là 1-1 dành cho khung số này. Quả người ấy tình huống đã trần khá căng và thủ thành của đối phương cũng đã phải sổ tay. Đường chuyền Lê Đông nỗ lực xoay sở vẫn còn. Hoàng Em tình huống khá là bập. Lê Đông bàn thắng thứ hai dành cho cao thủ của Bon Sạt Thanh Thắng và đó là cú đúp của Lê Đông. Một tình huống khá lộn xộn nhưng lúc này cao thủ của Vân Sản Thanh Thắng cũng đã có thể vượt khó thành công ở trong hiệp thi đấu nhất này. Sáu cầu mở biên tấn công Hồng, lấy bóng khá nhanh của Thành Sang, gối bàn thắng thứ ba và Thành Sang lần này đã thành công hai bàn thắng đến liên tiếp và lại là ở làng cánh phải nữa dành cho cao thủ của Vân Sản Thanh Thắng. Trước đó thì một tình huống đột phá như tương tự như vừa rồi thì Lê Đồng là người đã có bàn thắng và lúc này là Thanh Sang. Nỗ lực xoay sở vẫn còn. Quang Trọng không vào và trận đưa bóng thẳng đến vị trí của thủ thành Hà Huy. Không, xoay sở quyết định đột phá và trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho cao thủ của Bất Sản Thanh Thắng. Đối với tình huống đá phạt này là người sẽ thực hiện. Hào Huỳnh đủ để có thể đánh bại được Hào Huỳnh và có bàn thắng tiếp theo dành cho cao thủ của Bất Sản Thanh Thắng. Tỷ số tiếp tục được dâng cao lên thành 4-1. Lúc này trở lại vài thành kích bản đã thay đổi khi mà cao thủ của Bất Sản Thanh Thắng là những người đã có bàn thắng trước. Được chuyền Hồng, Hoàng Em vẫn đang là Hoàng Em và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ của Vân Sản Thanh Thắng. Với một tình huống khá là bập thì Hoàng Em đã chủ động lấy bóng ngay và thực hiện ngay một tình huống dứt điểm cao thủ của FC 94. Hoàng Em có khoảng trống và bàn thắng tiếp theo, bàn thắng thứ 6 dành cho Vân Sản Thanh Thắng. Đó là đến từ hành lang cánh trái nữa. Và lần này thì với một khoảng trống lớn thì anh đã tay chân gọn gàng và đánh bại được thủ thành Nhĩ Đa Ghi. Áp sát khá nhanh. Trận trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục và tình huống chừa bóng vào góc xa để tiếp tục dâng cao khoảng cách cho Bất Sản Thanh Thắng. Tỷ số lúc này đã là 7-1 cho cuộc so tài. Thời gian tỷ số lúc này đang tạm thời là 7-1 kèm về Bất Sản Thanh Thắng. Đây là những diễn biến ở những phút cuối của cuộc so tài
và tỷ số tiếp tục được nâng cao lên thành 8-1. Và tiếp tục là cao thủ bên phía bên sân Ánh Sáng lên tiếng. Nó bắt nguồn từ một tình huống phát động tấn công từ khu vực sân nhà. Tình huống 2-3 của bên sân Ánh Nắng và họ đã thành công với một pha bàn cực kỳ thuyết phục. Sáu Eco quyết định đột phá không được. Và đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để kết thúc trận cầu giữa cao thủ FC94 và Vân Sơn Ánh Sáng. Tỷ số chung cuộc là 8-1 nghiêng về Vân Sơn Ánh Sáng. Nhiều những bàn thắng mà cả hai bóng đã tạo ra. Và cả hai bóng đã cống hiến cho quý khán giả một trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn hai bóng đã đến với trận cầu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã có theo dõi. Đến đây thì anh em ekip làm đá và đội lên trận đại biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.